Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại. Kênh Thiện Tâm Audio luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Năm việc càng làm ít, càng tích đức, hưởng hạnh phúc viên mãn cả đời. Có nhiều người nói rất nhiều, họ nghĩ việc nói nhiều sẽ giúp họ nhiều thứ, có nhiều cơ hội, nhưng nói dài thành ra nói dại. Thế nên hãy cẩn thận lời nói, có thế bạn mới bảo vệ được hạnh phúc của chính mình, dù là ở phương diện nào đi chăng nữa. 1. Hãy ít nói. Người xưa có câu, nói dài, nói dai thành ra nói dại. Cuộc đời này, con người ta chỉ mất 3 năm để học nói, nhưng dành cả đời để học cách im lặng. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Người thông minh thay vì nói nhiều, họ sẽ chọn cách im lặng, chỉ nói những lời đúng hoàn cảnh, đúng ý, không thiếu, không thừa. Những người thích nói chuyện tốt xấu của người khác, phán xét đúng sai của ai kia, thường dễ gặp rắc rối và làm xáo trộn cuộc sống của chính mình. Hãy nói ít lại và nghe nhiều hơn là cách bảo vệ tốt nhất cho bản thân và giúp bạn mở ra cuộc sống suôn sẻ, dễ dàng hơn. 2. Bớt nghĩ. Một người nếu bận tâm quá nhiều sẽ chẳng thể vui vẻ, vô tư được. Cuộc sống này là thế, cực kỳ biết cách trêu đùa chúng ta. Cái gì chúng ta càng quan tâm thì chúng ta càng dễ đánh mất. Chúng ta ám ảnh bởi thất bại, thất bại sẽ càng gần chúng ta. Suy nghĩ quá nhiều chắc chắn sẽ khiến bạn rối bời và không thể tập trung vào công việc. Điều này hoàn toàn có thể dẫn bạn đến với sai lầm. Suy cho cùng, nghĩ ngợi quá nhiều thực chất là đang hành hạ bản thân và khiến chính mình kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất. Nếu cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện đã qua, bạn sẽ thấy mình quá cay đắng. Nếu cứ nghĩ đến chuyện chưa chắc xảy ra trong tương lai, bạn sẽ thấy lo sợ về được và mất. Quá nhiều suy nghĩ sẽ làm mất tập trung, có thể dễ dàng cản trở dòng suy nghĩ chính và làm gián đoạn tốc độ của bạn. Thay vào đó, sẽ tốt hơn khi bạn tập trung vào hiện tại, tránh mắc sai lầm không đáng có. Như ai đó đã từng nói, chỉ bằng cách bình tĩnh và không làm gì, bạn có thể tìm thấy sự thư thái. Nếu bạn không suy nghĩ quá nhiều, bạn có thể ít lo lắng hơn trong cuộc sống. Nếu bạn không suy nghĩ quá nhiều, bạn có thể tập trung hơn vào những việc bạn nên làm. Nếu bạn không suy nghĩ quá nhiều, bạn có thể giải phóng không gian trong lòng, dành chỗ cho niềm vui, hạnh phúc. 3. Tránh khoe khoang. Con người có bản năng thấy mình quan trọng, muốn mọi người nhận ra giá trị của mình, và người hay khoe khoang là nô lệ cho bản năng này rất nhiều. Cuộc sống này là của chính bạn, bạn có tài năng không cần phải khoe khoang, phô trương với người ngoài. Tiền bạc, của cải tồn tại rất khách quan, và bạn không cần phải khoe khoang cho người khác thấy. 4. Không nói những lời tức giận làm tổn thương người khác. Dù trong cuộc sống hay công việc, việc tiếp xúc và duy trì các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau là điều không thể thiếu. Đó cũng là lý do việc rèn luyện khả năng giao tiếp là cần thiết với tất cả mọi người. Khi bạn bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe và sẽ xảy ra các trường hợp không hay giữa các mối quan hệ.
5. Không nói những lời vô căn cứ. Rõ ràng, kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời vô căn cứ khi tới tai người khác, họ sẽ nghi ngờ nhân phẩm của bạn. Con người sống trên đời nhất định phải sống sao cho trong sạch. Không biết thì không nói, nhất quyết không được nói bừa. Bởi lẽ những lời họ nói ra đều thật giả khó phân, độ tin cậy rất thấp. Nói năng rõ ràng, rành mạch, nói có sách, mách có chứng, thì người nghe mới cảm thấy bạn là người đáng tin. Lời dạy của Đức Khổng Tử. Con người ta sinh ra lớn lên, già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Tuổi trung niên đã có những bước thăng trầm trong cuộc sống, có những thành công, có những thất bại trong cuộc sống vật chất, cuộc sống tình cảm đôi lứa. Ngẫm lại thời gian trôi đi như thoi đưa, không biết bao giờ mới trở về với ngày xưa ơi. Để rồi cùng ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu, có buồn, vui, sướng, khổ, có điều ngây thơ, trong trắng, chưa vương vấn bụi đường đời. Đi qua rồi ngẫm lại mới thấy rằng kinh nghiệm cuộc sống đường đời sẽ mãi mãi là bài học mới cho tất cả chúng ta. Dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa, sang hèn trong kiếp con người ta, không hơn thì cố gắng bằng người, không để người ta cười người ta khinh. Các bậc tiền bối dạy đời bằng một quá trình đúc kết kinh nghiệm cuộc sống, chắc lọc từ thực tế mà nên triết lý sống. Cổ nhân dạy rằng, nghe hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người. Hình hài của mẹ của cha, trí khôn đời dạy đối no tự mình. Sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi. Không hơn hãy cố gắng bằng người, cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh. Có chí thì ham học, bất chí thì ham chơi. Trí khôn tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn, thành đạt nhờ đức dạy. Làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn. Gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ lực cường, tươi đẹp lắm người thương. Lực cường nhiều kẻ mạnh, dễ thích nghi thì sống, biết năng động thì nên, đủ tài trí làm nên, đủ sức bền thì thắng. Biết mình khi hoạn nạn, hiểu bạn lúc gian nguy, nghèo hèn bởi tự ti, ngu si vì tự phụ. Tài đức cao hơn phú, hạnh phúc đủ hơn giàu, sống trung tín bền lâu, tình nghĩa sâu hạnh phúc. Đủ tài thì đỡ cực, đủ sức thì đỡ nghèo, dốt nát hay làm theo, hiểu biết nhiều thì lợi. Hỏng việc thì hấp tấp, va vấp bởi vội vàng, cảnh giác với lời khen, bình tâm nghe lời trách. Quá nghiêm thì ít bạn, dễ dãi bạn khinh nhờn, không hứa hảo là khôn, không tin sành ít vả. Làm ơn đừng mong trả, được ơn nhớ đừng quên, nhu nhược bị ép trèn, quá cương thì bị gãy. Cái quý thường khó thấy, dễ lấy thường của tồi, của rẻ là của ôi, dùng người tội sinh vả. Đẹp lòng hơn tốt mã, nền nã hơn kiêu kỳ, thận trọng từng bước đi, xét suy khi hành động. Hiểu biết nhiều dễ sống, luôn chủ động dễ thành, thận trọng trước lợi danh, giữ mình đừng buông thả. Tránh xa phường trí trá, tai vạ bởi nể nang,
tài giỏi chớ khoe khoang, giàu sang đừng kênh kiệu. Học bao nhiêu vẫn thiếu, học bao nhiêu chẳng thừa, nhân đức chớ bán mua, được thua không nản trí. Đủ đức tài bớt lụy, đủ dũng khí chẳng hàng, có vợ đảm thì sang, có bạn vàng thì quý. Đối nghèo vì bệnh sĩ, quẫn trí dễ làm liều, tỉnh táo với tình yêu, biết điều khi yếu thế. Lo việc nhà chớ kể, ân nghĩa chế đếm đông, sống bất nghĩa tai ương, sống bất lương tù ngục. Phải cầu xin là nhục, phải khuất phục là hèn, hay đố kỵ nhỏ nhen, hay ép trèn độc ác. Lắm gian truân càng sáng, nhiều hoạn nạn càng tinh, với mình phải nghiêm minh, với chúng sinh thân ái. Đang thắng phòng khi bại, gặt hái phòng mất mùa, thói quen thường khó chừa, say xưa thường khó tỉnh. Sống ỷ lại ăn sẵn, dễ bạc phân tán mình, sống dựa dẫm ngu đần, sống bất cần phá sản. Hay đua đòi hoạn nạn, quá nể bạn tai ương, gia đình trọng yêu thương, sống nhường nhịn hỷ hả. Thiếu tình thương mang trá, gắn vàng đá cũng tan, biết dạy dỗ con ngoan, chịu bảo ban con giỏi. Tinh khôn nhờ học hỏi, cứng cỏi nhờ luyện rèn, sống vì nhau dễ bền, sống vì tiền đổ vỡ. Rèn con từ mới nở, khuyên vợ lúc mới về, muốn hiểu cần lắng nghe, khốn nạn quên mẹ cha. Tốt đẹp hãy bày ra, xấu xa nên đậy lại, có ích thì tồn tại, có hại thì diệt vong. Nhiều tham vọng long đong, lắm ước mong lận đận, hay vội vàng hối hận, quá cẩn thận lỗi thời. Biết được người là sáng, hiểu được bạn là khôn, khiêm tốn là tự tôn, kiêu căng là tự sát. Hứa trước thì khó đạt, hèn nhát thì khó thành, thù hận bởi lợi danh, tranh giành vì chức vị. Giàu sang hay đố kỵ, tài trí xin ghét ghen, tham giàu thì cuồng điên, tham quyền thì độc ác. Vì tiền thì dễ bạc, vì tình nghĩa bền lâu, người hiểu nói trọn câu, người dốt tâu phách lối. Có quyền thì hám lợi, có tội thường xum xoe, khờ dại hay bị lừa, nói bừa hay vạ miệng. Đa ngôn thì tai tiếng, ngậm miệng dễ được tin, hám lợi hay cầu xin, hám quyền hay xu nịnh. Thật thà hay oan trái, thẳng thắn hay bị hại, thông thái hay bị ngờ, chiều con quá con hư, tiền của dư con hỏng. Giàu mạnh thường thao túng, nghèo vụng dễ theo đuôi, người tài giỏi khó chơi, kẻ trây lười khó bảo. Thành tâm thì đắc đạo, mạnh bạo việc dễ thành, quân tử thì trọng danh, tiểu nhân thì trọng lợi. Bất tài hay đòi hỏi, lọc lõi khó khiêm nhường, tình nghĩa thường khó quên, nợ nhân duyên khó trả. Khó thuần phục kẻ sĩ, khó phòng bị tướng tài, bất chấp nhận thảnh thơi, hay hận đời đau khổ. Của quý thì khó giữ, con cầu tự khó nuôi, nhà dư của hiếm hoi, nhà lắm người bạc cạn. Khó gần người quá sạch, vắng khách tại quá nghèo, dễ nổi danh kỵ hiền, dễ kiếm tiền khó giữ. Kiếp người là duyên nợ, lành vỡ lẽ thường tình, bại thành từ lực trí. Thời gian đừng uổng phí, thời cơ chớ bỏ qua, biết suy nghĩ sâu xa, vững vàng khi thành bại, cần học và hành mãi, sẽ gặt hái thành công. Buổi kể chuyện hôm nay đến đây là hết rồi.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công nha.